thể thao Yes chuyên may đồ thể thao và đồng phục cao cấp. Đồng phục công ty thì chuyên nghiệp, đồ thể thao thì mặc mát và rất thoải mái. Làm sao để đi làm như đi chơi thể thao? Kết hợp đồ thể thao và đồng phục công sở, đó là đồng phục vải thể thao. Vải thể thao mát rượi, có giãn tối đa, độc quyền từ thể thao Yes. Đặc biệt nhận may số lượng ít từ 6 áo. Nhân viên mặc mát, sếp mát mặt. Xem ngay tại website đồngphucvaithethao.com. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn combo 5 món khẩu trang thể thao Yes Mask của công ty thể thao Yes. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng khẩu trang nha. Bên trái khẩu trang các bạn sẽ thấy được logo phản quang của công ty thể thao Yes. Đây là đặc điểm để chống hàng giả trôi nổi trên thị trường nha. Khẩu trang có hai lớp vải thể thao co giãn thoáng mát, bao bọc lớp kháng khuẩn, có phần che mũi đảm bảo giữ kín và không bị bung khi chạy thể dục. Với combo 5 khẩu trang vải thể thao kháng khuẩn cao cấp chỉ với giá 100.000. Với 3 lớp bảo vệ, lớp thứ nhất chặn bụi bẩn và các vi khuẩn nhỏ, lớp thứ hai bảo vệ hệ hô hấp, các vi khuẩn 90-99%, lớp thứ ba co giãn và thoáng mát cho các bạn thoải mái dù đeo cả ngày. Kháng khuẩn ít nhất 30 lần giặt, có giấy kiểm định 100% trên hãng không.